kia này. Ăn đi. Ra đây ăn đi. Hai phút đã ăn xong món cháo. Ăn xong rồi đi vào đây. Đi vào đây, nhớ đây. Ăn xong rồi đi vào đây. Chạy vào đây đâu. Đi vào, nhớ đây. Đi vào đây. Xong rồi vào đây, nhớ đây. Sao? Ăn xong rồi còn cắn. Hả? À, cắn cái gì? Không ăn là chạy ra ngoài này. Bây giờ đến tiết mục đun cháo chó.
giờ đã là đã nhóm xong bếp đun sôi thì mới cho gạo vào để cuối. Bây giờ là đi đổ thêm nước cho nâng nồi nước. Bây giờ lấy thêm nước, nước kia chưa đủ. Để có nước, đổ thêm nước. Nước đã được đổ nâng nồi, bây giờ đi đong gạo. Đây là ngô cho gà. À, còn chắc hôm nay đủ nấu bữa tối. Gạo này chắc đủ nấu bữa tối. Nấu khoảng 4 bơ là đủ cho một ngày ăn 6 con. À 7 con chứ, 7 con. Chắc hôm nay không đủ 4 bơ được, hôm nay chắc chỉ được gần 3 bơ thôi. Hôm nay được gần 3 bơ. Đun sôi rồi cho gạo vào cuối đó. Một nồi nước đầy. Mẹ đun cho nó sôi rửa nồi trước cho nó nhanh sôi. Hồi xưa đã cho vào đây. Cắn cái gì? Thế thôi, bây giờ cứ đợi này cho nước nó sôi lên rồi cho gạo vào. Video về chó ăn với lại chuẩn bị quấy cám chó đến đây kết thúc.